Xin chào các bạn nha. Thì cũng như là các bạn đã biết á, cái bột bán bình thường để nấu chè nè, làm bánh nè, thì không biết là cả nhà mình có ai từng ăn cái món rau câu bột bán chưa ha. Thì hôm nay á, sẵn đây thì mình cũng xin chia sẻ với cả nhà một cái món ăn rất là mới lạ, đó là cái món rau câu mình nấu chung với bột bán ha. Thì để làm cái món này á, thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản thôi. Nguyên liệu chính của mình gồm có là 5 gram rau câu, 50 gram bột bán, 200 ml nước lọc, 300 ml nước cốt dừa. Để mà tạo màu cho cái bột bán của mình á, thì ở đây em sử dụng là 200 ml nước lá cẩm, kèm theo là 100 gram đường. Nếu cả nhà mình thích á, xin mời cả nhà bắt tay vào cùng làm với mình nha. Để làm cái món rau câu bột bán này á, thì đầu tiên á, các bạn để vô một ít lá cẩm mình ngâm cái bột bán mình nha. Đây, mình chế cái nước lá cẩm cho ngập cái phần bột bán như thế này ha. Rồi, các bạn ngâm trong vòng 15 phút cho mình nha. Thì trong cái thời gian ngâm bột bán, các bạn quay qua lấy cái phần rau câu á, cái nước lọc lúc nãy á, mình hòa chung vào nha nha, để mình ngâm cái rau câu cho cái rau câu nó nở, lúc mình nấu rau câu của mình nó sẽ ngon hơn, sẽ giòn hơn. Ở đây á, mình sử dụng rau câu giòn nha. Còn nếu mà các bạn ở nhà thích làm rau câu dẻo thì mình cũng có thể sử dụng rau câu dẻo để thay thế rau câu giòn ha. Rồi mình hòa bột rau câu vô cái phần nước lọc này. Rồi mình cũng tiến hành đi ngâm luôn nha các bạn. Đây là cái phần bột bán á, mình đã ngâm được 15 phút rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị mình cho vô nồi nước sôi mình luộc luôn nha. Cho cái phần bột bán phải mình chuẩn bị vô ha. Cái phần bột bán này nè, cả nhà lưu ý cho mình á, là mình nấu cho cái bột bán nó nở mềm luôn nha. Đây nè, bột bán này mình nấu được 5 phút rồi nè, là nó cũng đã chín rồi ha. Rồi bây giờ mình tắt bếp, mình đậy nắp, mình ủ lại thêm 10 phút nữa cho cái hộp bột bán nó được mềm và nó trong hoàn toàn luôn nha. Thời gian mình đợi ủ bột bán á, thì bây giờ mình đi mình nấu sẵn cái nước rau câu nha. Mình cho 100g đường nè. Rồi, cái nước rau câu hồi nãy mình ngâm sẵn rồi nè, thì mình cho vô luôn. Rồi các bạn khuấy cho tan đường ha. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp mình nấu với lửa vừa thôi nha. Cái nhà lưu ý cho mình á, là rau câu này mình nấu trên lửa vừa thôi nha. Mình vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè, cho rau câu của mình nó tan đều, nó được mịn hơn. Và một hồi á, lúc xong thì cái rau câu của mình nó cũng giòn hơn nữa. Khi rau câu các bạn nấu á, nó sôi như thế này nè, sôi nhẹ như thế này nè, nước rau câu nó cũng trong lại rồi nè, là rau câu của mình nó sắp chín rồi đó. Thì mình cho tiếp theo 300 nước cốt dừa lúc nãy vô ha. Thì lúc này mình cũng tiếp tục khuấy cho rau câu mình đều và không bị vón cục nha. Quay lại với cái phần bột bán á, thì cái bột bán của mình á đã nở đều rồi nè, bột bán của mình đã trong hết rồi nè. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đem đi xả với nước lạnh cho thật là sạch nha. Rồi thì đây là cái phần bột bán á, mình đã rửa sạch với nước rồi nè. Các bạn lưu ý cho mình là mình rửa sạch với nước xong rồi mình để ráo luôn nha. Rồi cái phần rau câu lúc nãy á, mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Thì bây giờ mình cho cái phần bột bán này nè, với lại rau câu vô khuôn nha. Thì đây là cái phần bột bán mình rửa sạch với nước rồi nè. Rồi mình cũng đã để cho ráo ha. Đây, màu lên rất là đẹp luôn. Phần rau câu hồi nãy mình cũng chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình tiến hành mình cho cái bột bán với rau câu vô khuôn nha các bạn.
Thôi giờ mình cho cái phần bột bán vô khuôn ha. Rau câu của mình thì mình cũng cho hết vô luôn. Vậy thì cái món rau câu bột bán của mình tới đây là xong rồi đó. Mình để cái hỗn hợp này nguội ha, rồi mình cho vô ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ, xong mình lấy ra mình thưởng thức thôi nha. Giờ đây là cái rau câu bột bán mình làm xong rồi nè. Rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh được 2 tiếng thì mình lấy ra mình cắt cho các bạn xem thử nha. Đây là cái món rau câu của mình nè. Thì cái món rau câu này ăn là rất là béo nè, thơm nè. Cái hộp bột bán thì rất là dai, ăn rất là ngon, rất là thú vị luôn. Mình mời cả nhà làm thử nha. Rồi chúc cả nhà thành công ha.